người xưa có câu rằng, sống gửi thác về. Đó là quy luật của tạo hóa, lá già rụng xuống, nhường chỗ cho lớp trồi non hé nhú. Đám mây đục màu đi xám kia, sắp mang về những tia nắng hồng, và vẫn có thể biết rằng, những người già đi về cõi vĩnh hằng, để con trẻ lớn khôn như tre già măng mọc. Nhưng con người còn mang đến mùa xuân vĩnh cửu, ngay từ cuộc sống đầy đạn bom và bão tố. Những người như thế, dù có ra đi xuôi tay nhắm mắt, thì mùa xuân cuộc đời họ luôn sống mãi với mùa xuân của hôm qua, hôm nay và muôn đời sau. Con người chọn một cuộc đời đầy lạc quan ấy, có lẽ chẳng thể nào dừng nghỉ. Nhưng khung trời cao kia lại mách bảo điều gì? Xin đừng sớm chớp mưa giông, xin đừng tê bút mùa đông tủi sầu. Nhưng điều gì đến rồi cũng phải đến. Cha tôi bệnh nặng, sức khỏe ông giảm sút nhanh chóng. Các con của cha tôi luôn lấy chữ tâm chữ hiếu làm đầu, sự săn sóc tận tình của gia đình và thầy thuốc đã cố gắng đến tột cùng, nhưng khó có thể giúp cha tôi vượt qua cơn bệnh hiểm nghèo. Tất cả đứng lặng người đi khi cha tôi chút hơi thở cuối cùng tại gia đình. Bây giờ con cháu quây quần, cha đi để lại vạn lần thương đau. Cha mang theo cả trời chiều, trời không sáng nữa vạn lần xót đau. Cháu con họ Mạc thảm sầu mênh mang, đại gia tổ chức lo tang. Cha đi tiếng khóc gọi vang khung trời, nhìn mặt cha lần cuối thôi, lòng con nức xoáy bao lời cha ơi. Hỡi trời đất khắc nghiệt thế này chăng, cha tôi vẫn còn đang sống đó. Cái chết hôm nay chỉ là lần đi nghỉ của một cuộc đời quá khứ mãi xanh tươi. Xin gửi lại đây với cây cò đất trời, cùng với người cha nhân đức không bao giờ về nữa, nhưng trong mỗi lòng người còn ấm mãi tình cha. Xin đón nhận ở đây niềm xúc động xé lòng, giờ mới hiểu câu khóc như cha chết. Dẫu biển cạn trời khô chẳng còn đâu giọt nước, con nguyện vắt cuộc đời đẫm lệ nhớ thương cha. Cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi cha già dấu và còn nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường ra lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con và cha khẽ nói: này con yêu ơi, con hãy nhớ.
con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sạch, rách sao cho thơm. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, cha dấu yêu. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Con còn nhớ mãi những năm tháng cơ hàng cực khổ, cha đã nuôi con khôn lớn. Có những đêm đông lạnh, cha sưởi ấm con trong vòng tay yêu thương. Cha dạy con biết bao điều. Giờ đây con đã lớn khôn, tình cha nghĩa mẹ suốt đời con không bao giờ quên. Và con nhớ mãi những ngày tháng qua, kỷ niệm năm nào khó phai trong lòng. Nhớ hoài tuổi thơ bên cha, gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh, và cha nằm mơ cha khẽ nói, này con yêu ơi, con hãy nhớ, hãy nhớ lời cha sống cho nên người. Và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sạch, rách sao cho thương. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi trong tim.
Xin mời toàn thể thân nhân anh em con cháu của Tam Quyến đến tốc độ thông xếp thành điều hàng ổn định vị trí ở phía trước hàng. Thank you.
hai đêm bao nỗi u sầu, phủ lên gia quyến một màu khăn tăng. Cha ơi sao sớm vội vàng, bỏ con bỏ cháu bỏ xóm làng cha đi. Đau lòng giữa cành biệt ly, cha đi đi mãi chẳng khi nào về. Nỗi buồn tăng chế tái tê, kèn sâu nhạc thảm não nề thân thông. Chúng con ruột thắt lòng đau, tình cha công cháu các câu sinh thành hòa. Đòa kinh nhạc thay lời các ngôn của cha, xin tín tâm lên cha bản nhạc ơn nghĩa sinh thành. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Di quan không tư thủ tham hạnh vô biên thắng quốc tài hội hương khổ nguyện chẳng đầy tư chúng sinh tâu quang. Bồ Tát Ma Tát Ma Tát Giá Ba La Mật tư sinh biểu hiệu đồng văn văn Mô Sa Ba Thế Sư Thẳng Cười Đạo Sư tư sinh tự phụ nhẫn trên cao chủ thiện phải cơ qua thân bạc thư hòa thường thích ca mô bi. Địa Phật kính thưa trong gia đình hiếu kính của ban tổ chức lễ tang lý thức lễ sĩ quan tấn cùng cho dân mình một nhóm những văn thơ đã được vào chung đất phần tiếp theo ban tổ chức ban lễ tang lý thức của Địa Phật. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, thưa toàn thể hội hiếu, cụ ông Nguyễn Văn Sơn, cụ sinh năm 1940, cụ sinh quán tại thôn Đầu Phượng, xã Nam Hà, nay là tổ dân phố Đầu Phượng 3, phường Văn Đầu, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. Không may, cụ đâm bệnh, mặc dù đã được gia đình và các bác sĩ tận tình chăm sóc cứu chữa, nhưng không qua khỏi. Cụ đã tạ thế vào hồi 20:05 ngày 30/12/2015, tức là ngày 20/11 cụ hưởng thọ 70 năm tuổi. Nhận biết tin của ông Nguyễn Văn Sơn thường trú tại tổ dân phố Đầu Phượng 3 đã từ trần, tổ dân phố và gia đình đã cùng nhau thống nhất thành lập ban tổ chức lễ tang cho cụ, gồm những thành viên có tên sau: một là ông Bùi Văn Tùng, tổ trưởng tổ dân phố làm trưởng ban lễ tang; hai, ông Phạm Ngọc Chi, trưởng ban công tác mặt trận của tổ dân phố làm phó ban lễ tang; ba, ông Bùi Văn Trang, chi hội trưởng người cao tuổi làm ủy viên; bốn, ông Vũ Đức Tiến, tổ phó tổ dân phố làm ủy viên; năm, ông Bùi Văn Đài, chi hội trưởng cựu chiến binh làm ủy viên; 6, bà Bùi Thị Loan, chi hội trưởng phụ nữ làm ủy viên; 7, ông Nguyễn Văn Thủy, trưởng nam đại diện gia đình tham gia ban tổ chức làm ủy viên. Đồng thời, ban tổ chức lễ tang và gia đình đã thống nhất tổ chức lễ tang cho cụ trang trọng theo nghi thức lễ tang của địa phương. Sau lễ tụng kinh tổ siêu của các Phật tử vào hồi 12:05 ngày hôm qua, tiếp đó là đến phần lễ tâm niệm nhập quan cho cụ đã được cử hành vào hồi 14:00. Sau lễ nhập quan là đến lễ dẫn và phát tang cho các thân nhân trong đại gia đình tang quyến. Với những tình cảm chân thành và lòng tiếc thương sâu sắc, đã có hàng trăm đoàn đại biểu đại diện cho cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan ban ngành đoàn thể nơi cụ và con cháu cụ đang sinh hoạt và công tác, có các gia đình là thông gia, liên gia, là thân quyến họ hàng, nội ngoại bạn bè thân bằng cố hữu gần xa, bà con cô bác phóng cố đã đến viếng thăm và chia buồn cùng gia đình tang quyến. Trong điều kiện tang gia bối rối, chắc hẳn còn nhiều điều khiếm khuyết, vậy ban tổ chức lễ tang và gia đình tang quyến cũng kính mong các quý vị đại biểu, các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể thân bằng cố hữu gần xa, bà con cô bác cố xóm cũng rộng lòng lượng thứ cho. Giờ phút này đây, trước linh sàng mùi hương khói tỏa, bên linh cữu có thân quyến quây quần, có các vị đại biểu đại diện cho đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội của địa phương, có các cụ, các ông, các bà là họ hàng người ngoài, bạn bè thân bằng cố hữu gần xa, bà con cô bác xóm cố đã về đây, chúng ta bớt chút thời gian và ngọc của mình với những tình cảm chân thành và lòng tiếc thương sâu sắc, ta về đây làm lễ truy điệu, chúng ta cùng ngược dòng thời gian để ôn lại 70 năm mùa xuân của cụ và cùng tiễn thương của ông Nguyễn Văn Sơn, là người thân thương của anh em con cháu trong đại gia đình tang quyến về nơi an nghỉ cuối cùng. Ở thôn Đồng Nai Tiên Cảnh sẽ đưa linh hồn cụ về miền cực lạc
thanh thản nơi suối vàng, xin trân trọng giới thiệu một vị đại diện cho hội đồng gia tộc họ Nguyễn Văn lên pháp trần hương kết duyệt, xin giới thiệu và kính mời. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Ngọc Chi, trưởng ban công tác mặt trận của tổ dân phố, thay mặt cho cán bộ và nhân dân tổ dân phố đầu quận 3 lên thắp tận hương kết biệt, xin giới thiệu và kính mời. Quý vị đại biểu, kính thưa các cụ, cụ ông Nguyễn Văn Sơn là hội viên Hội Người Cao Tuổi Việt Nam. Ban tổ chức lễ tang xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Bùi Văn Trang, chi hội trưởng Người Cao Tuổi, thay mặt cho Hội Người Cao Tuổi lên thắp cần hương kết biệt, xin giới thiệu và kính mời. Chương trình ban tổ chức lễ tang xin trân trọng giới thiệu ông Bùi Văn Tùng, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban tổ chức lễ tang, lên thắp tận hương tiễn biệt và đọc bài điếu thương được về 70 năm mùa xuân của cụ, xin giới thiệu và kính mời. Kính thưa vong linh cụ Nguyễn Văn Sơn, kính thưa các quý vị đại biểu, đại diện cho đảng, chính quyền, các cơ quan ban ngành, đoàn thể, tổ dân phố đầu phượng ba, kính thưa các cụ, các ông, các bà, họ hàng nội ngoại, bạn bè, thân bằng, cố hữu gần xa và con nhân dân xóm phố cùng toàn thể gia đình hiếu chủ. Cụ Nguyễn Văn Sơn sinh năm 1940 trên quê hương đầu phượng, một làng quê có truyền thống cách mạng. Thuở nhỏ, cụ sống, sinh ra trong hoàn cảnh đất nước ta bị kìm kẹp dưới chế độ phong kiến thuộc địa, nền kinh tế còn nghèo nàn lạc hậu, cụ cũng phải tần tảo xuống hôm phụ giúp gia đình. Lớn lên trong lời du truyền thống văn hóa của quê hương, dưới mái đình làng rêu phong cổ kính, đã tạo nên con người cụ có một đức tính cần cù chịu khó. Đến tuổi trưởng thành, cụ xây dựng gia đình với cụ bà Vũ Thị Dấm. Hai cụ sinh thành được 4 người con trai. Trong hoàn cảnh đất nước còn chiến tranh, nền kinh tế còn nghèo nàn lạc hậu, hai cụ cũng phải tần tảo xuống hôm nuôi dạy các con khôn lớn trưởng thành. Từ năm 1965 đến 1967, cụ tham gia công tác tại trạm mặn thuộc Sở Thủy lợi Hải Phòng. Sau đó, cụ về công tác tại phòng quản lý đê điều Sở Thủy lợi Hải Phòng. Trong quá trình công tác, trải qua nhiều cương vị khác nhau, cụ luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và được đồng nghiệp quý mến thương yêu. Cụ đã được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen và huân huy chương các loại. Sau cả một chặng đường
công tác, cống hiến. Đến năm 1990, cụ về nghỉ hưu, sống tầm ấm đoàn viên bên con cháu họ hàng làng xóm. Những năm tháng vất vả đã qua đi, hôm nay đây các con cháu cụ đã khôn lớn trưởng thành, yên về gia thất, nam lên hàng quế xung sầu, cúc cùng đều đã tốt tươi. Tưởng rằng cụ sẽ sống lâu hơn nữa để vui cùng con cháu chắc, nhưng luật vô thường có bỏ sót ai. 75 năm qua, những giọt mồ hôi cụ nhỏ xuống đã ươm mầm để những đóa hồng sinh sôi lầy lờ. Nhìn đàn con cháu ngoan hiền, cụ rất mãn nguyện mà thanh thản ra đi. Cụ ra đi, cụ bà mất đi một người bạn đời thủy chung son sắc. Các con cháu cụ mất đi một người cha, một người ông mẫu mực bao dung. Họ tộc mất đi một người con hiếu thảo, và con xóm phố mất đi một người chọn nghĩa vẹn tình. Tổ dân phố mất đi một công dân tốt, thật là thương xót vô cùng. Trước linh sàng trong giờ phút biệt ly, cụ về ấm dưới mãi xa xăm, chúng tôi trên dương trần luôn tưởng nhớ. Từ nay bóng cụ trong chuyện trò tâm sự, còn đâu lời khuyên bảo lúc cam go. Vẫn biết là quy luật sau lòng thắt thôn cầm, dù hiểu không tránh khỏi mà vẫn đau trong dạ. Cụ đã ra đi, các con cụ đó một đội, nghĩa sớm hôm ấm lạnh quạt lòng, tơ tóc những niềm chưa bao trà, ơn nuôi nấng áo dày cơm nặng, biển trời khôn biết mấy công nao. Nay nhiêu tử còn níu lị sở, mà mẫu thân, mà phụ thân đã vội lánh trần. Chúng tôi xóm phố cảm phục cụ, sống tận tụy mọi người yêu quý, chết thủy chung con cháu tiếc thương. Tôi xin ký tử quy, sống là nơi tạm gửi, thác mới là chốn vĩnh viễn đi về. Trong giờ phút chia ly vĩnh biệt, người ở người đi âm dương cách biệt. Cụ nằm đây chưa đầy gán ức, mà sao xa xa mãi ngàn thu. Đứng cạnh cụ lúc này đây có đầy đủ anh em con cháu họ hàng mặt đang rưng rưng đẫm lệ. Có các đồng chí lãnh đạo đại diện cho đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể của địa phương, các gia đình thông gia liên gia, là bạn bè thân bằng cố hữu gần xa và con nhân dân xóm phố. Tôi xin gửi tới đại gia đình tang quyến lời chia buồn sâu sắc nhất. Mong các thành viên trong gia đình tang quyến hãy nén đau thương, tiếp tục học tập, lao động sản xuất, ổn định cuộc sống. Cùng với cán bộ và nhân dân tổ dân phố đầu phường 3 sẽ luôn phát huy, kế thừa bản chất tốt đẹp của các thế hệ tiền nhân đi trước, quan tâm, chia sẻ, xây dựng tình đoàn kết, quyết tâm xây dựng quê hương đổ phượng ngày càng giàu đẹp. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể hội hiếu, đã là quy luật của tạo hóa sinh tồn thì không ai trên trái đất này chống lại được. Chẳng có ai trên thế gian này là trường sinh bất tử. Cụ đã ra đi nơi suối vàng yên giấc ngủ ngàn thu. Cụ có thấu trăng nỗi buồn đau nức lở với đầy của anh em con cháu họ hàng làng xóm. Chúng tôi, những người còn ở lại cõi trần gian, chỉ biết kính cẩn nghiêng mình kính viếng hương hồn cụ. Trước linh sàng mùi hương khói tỏa, để tưởng nhớ tới cụ Nguyễn Văn Sơn và vĩnh biệt cụ mãi mãi, tôi đề nghị toàn thể hội hiếu chúng ta dành một phút mặc niệm. Một phút mặc niệm, bắt đầu. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại diện cho gia đình tang quyến lên phần lời cảm ơn. Xin thưa các vị đại biểu đại diện cho đảng, chính quyền, các cơ quan ban ngành đoàn thể của địa phương, kính thưa các tăng ni Phật tử, kính thưa các cụ, các ông, các bà, họ hàng nội ngoại, bạn bè, thân bằng, cố hữu gần xa, các gia đình thông gia liên gia cùng bà con nhân dân xóm phố. Bố tôi là Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1940,
bố tôi do mắc bệnh hiểm nghèo, mặc dù đã được gia đình, anh em, con cháu cùng tập thể y bác sĩ đã tận tình chăm sóc cứu chữa, nhưng không qua khỏi. Bố tôi đã từ trần vào hồi 20 giờ 5 phút ngày 30 tháng 12 năm 2015. Trước ngày 20 tháng 11 năm Mất Mùi, bố tôi hưởng thọ 75 tuổi. Bố tôi mất đi, gia đình chúng tôi đã đón nhận được sự quan tâm, động viên, chia sẻ bằng tình, bằng nghĩa của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương, các thân niên, Phật tử, các cụ, các ông, các bà cùng họ nội, họ ngoại, bạn bè thân bằng cố hữu gần xa, các gia đình thông gia, liên gia cùng bà con nhân dân xóm phố đã dành thời gian vàng ngọc của mình đến thăm viếng, tụng kinh cầu siêu, chia buồn và tiễn đưa bố tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong lúc tang gia bối rối, gia đình tôi, chúng tôi có điều gì khiếm khuyết, kính mong các vị đại biểu, các cụ, các bà cùng toàn thể bạn bà con nhân dân xóm phố cũng rộng lòng lượng thứ cho tôi. Đây tôi thay mặt toàn thể anh em, con cháu, gia đình xin trân trọng cảm ơn. Sau khi tiễn đưa bố tôi về nơi an nghỉ cuối cùng được tu viên hoàn tất, tôi xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu, các cụ, các ông, các bà, họ hàng, nội ngoại, bạn bè, thân bằng cố hữu gần xa và cùng tập thể bà con xóm phố trở lại gia đình chúng tôi ăn bữa cơm thiền và chia buồn cho gia đình chúng tôi. Tôi xin có lời cảm tạ, tôi xin đa lạ. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể người yếu, sau lời đáp từ cảm ơn của một vị đại diện cho gia đình nhà yếu đã kết thúc phần lễ truy điệu tại đây. Ban tổ chức lễ tang của quê hương Tổ Phượng phối hợp cùng với gia tang tổ chức lễ tang cho cụ ông Nguyễn Văn Sơn. Trong quá trình tổ chức lễ tang cho cụ, ban tổ chức lễ tang và gia đình có điều gì còn khiếm khuyết cũng kính mong bà con cô bác lượng thứ. Theo những ai đã liệt trần, lễ di quan chính thức được bắt đầu. Đúng là vui cảnh đất trời mà yên nghỉ, ở đời mai cốt gặp mai xanh. Từ ta đi hôm nay để này bao tiếng này, đó là tiếng thương của một đời đức độ. Đã cho bốn mùa trái ngọt hoa thơm, đã cho tình yêu và cuộc sống ở trên đời này, thì giật tay xin người hãy dang rộng vòng tay để đón nhận một người con sau 75 năm xa cách trở về, để trả lại cho đất mẹ quê hương nhà một phần xương thịt, cho đất mẹ quê hương nhà mãi mãi đẹp đẽ tinh tươi. Với hương linh của ông Văn Sơn ơi, 75 năm qua kể từ khi cất tiếng khóc chào đời cho đến ngày phủ tạ thế, là 75 năm mùa xuân của đã sống đặc tình đặc nghĩa với bà con quê hương phía xóm. Nhưng nay vì định mệnh của cuộc đời, cụ đành phải nói lời từ biệt nơi nơi. Hôm nay bà con nhân dân mới sống về đâu, đến cho cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Cầu chúc cho cụ về quái bình hằng, hai chữ bằng ăn, xin với những việc trần gian.
Đêm nay nhìn mưa xót xa trong lòng, nghe tiếng mưa rơi hay dòng lệ rơi. Bao nhiêu mưa đổ ngoài hiên, bấy nhiêu mắt mẹ hiền. Đêm ngày mong ngóng tìm con, rơi ngày nào ướt đôi vai gầy. Bên mái tranh chiếu gian khổ nuôi con. Mưa rơi rét lạnh từng đêm, vẫn nghe hơi ấm êm đềm. Nhà mình tuy nghèo, mẹ cha hay chăng nơi chốn quê nhà, mẹ già mong ngóng ngày đêm thương con. Bao đêm trăng trở khắp thơ, đâu biết rằng bao giờ con sẽ trở về quê. Ngày dài con vận ngàn xa, bao nhiêu giọt mưa bấy nhiêu giọt dầu. Như vẫn đâu đây tiếng cười con thơ. Đêm nay mưa đổ ngoài hiên, đêm nay nước mắt mẹ hiền. Thương người con ở miền xa, gian khổ nuôi con. Mưa rơi rét lạnh từng đêm, vẫn nghe hơi ấm êm đềm. Nhà mình tuy nghèo mà con đi. Bao năm xa cách mẹ cha, hay chăng nơi chốn quê nhà, mẹ già mong ngóng ngày đêm thương con. Bao đêm trăng trở khắp thơ, đâu biết rằng bao giờ con sẽ trở về quê hương. Tháng rộng ngày
dài con vận ngàn xa, bao nhiêu giọt mưa bấy nhiêu giọt dầu. Như vẫn đâu đây tiếng cười con thơ. Đêm nay mưa đổ ngoài hiên, đêm nay nước mắt mẹ hiền, thương người con ở miền xa. Đêm nay mưa đổ ngoài hiên, đêm nay nước mắt mẹ hiền, thương người con ở miền xa. Đêm nay mưa đổ ngoài hiên, đêm nay nước mắt mẹ hiền, thương người con ở miền xa. Đêm nay mưa đổ ngoài hiên, đêm nay cây cao gió núi mây ngàn, người là gương sáng dẫn lối con vào đời. Bao đêm thao thức một mình, thương con mưa nắng nhọc nhằn, lòng cha thật cao quý làm sao, hy sinh thầm lặng che chở đời con. Ngày con khôn lớn là ngày cha đã già, tình thương của cha vẫn tha thiết mặn nồng, mong sao con sớm nên người, không lao theo cuộc sống đua đòi, không lọc lửa gánh ghét một ai, dù nghèo nhưng sống cho thật thà. Cha ơi, cha là người mà con kính yêu, cha là điểm tựa để con nói theo, con mãi cần có cha bên cạnh. Ước muốn cho cha mình được sống yên vui là niềm hạnh phúc những đời con. Cha ơi, con xin nguyện ghi khắc trong tim, cha là người luôn dõi bước theo con, cho con được những tin trên đường đời. Cha ơi, dẫu sau này gặp nhiều phong ba, con vẫn quyết tâm để vượt qua.
nhận kim về vong Ninh Nguyễn Văn Sơn. Thân lý thanh cảnh hồn thể truyền đài sở tạng năm sát chi khu dụng thổ u âm chi trạch ngưỡng bằng thánh chúng đồng vân từ tâm khai cao sướng thiên âm dĩ hai minh nộ di nguyện tứ đại hoàn nguyên tam thân tạo chứng xuất tam giới chi trần trả hình nhân khí nhi hình nhân hình nhi ngũ cố kỳ tử đá hồn thăng vu thiên bách giáng vu địa thần. Ta muốn thất bách Nguyễn Văn Sơn ở đông ở tây ở nam bắc trung thọ giới về đây tốc nhập phần cốt ăn quy phần mộ ta muốn thất bách ta muốn cố phủ Nguyễn Văn Sơn ở đông ở tây ở nam ở bắc trung thượng hạ giới về đây tốc nhập phần cốt ăn quy phần mộ ta muốn thất bách ta muốn cố vong linh hồn cố phủ hiện thành lễ tên ninh bốn lễ này. Nhờ làm con phải hiểu ai ơi hãy nhớ năm xưa những ngày còn thơ không ai nuôi dưỡng công đức sinh thành người ơi đừng công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Người ơi làm người ở trên đời, nhớ công người sinh gương đó mới là hiến nhân. Vì đâu anh nên người tài ba, hãy nhớ công sinh thành vì ai mà có ta uống nước nhờ làm con phải hiểu công cha như núi Thái Sơn nghĩa mẹ như nước trong nước.